Mới đây thì Trung tâm Y tế Cộng đồng thành phố Osaka, Nhật Bản đã ra lệnh thu hồi 18.168 chai tương ớt Chinsu nhập khẩu từ Việt Nam do là có chứa chất cấm. Theo đó thì những chai tương ớt Chinsu của công ty Masan đã bị thu hồi do chứa chất phụ gia thực phẩm bao gồm chất axit benzoic và chất axit folic chưa được kiểm định sử dụng tại Nhật Bản và vi phạm điều 11 khoản 2 luật vệ sinh thực phẩm. Ngày 8 tháng 3 vừa qua thì cán bộ giám sát an toàn thực phẩm của Cục Y tế và Phúc lợi thành phố Tokyo đã tiến hành kiểm tra sản phẩm tương ớt nhãn Chinsu nhập khẩu từ Việt Nam thuộc tập đoàn Javic vì nghi ngờ là vi phạm đạo luật vệ sinh thực phẩm và đạo luật nhãn thực phẩm. Trung tâm Y tế Cộng đồng thành phố Osaka lập tức mở cuộc điều tra tại Javic. Giám đốc Trung tâm Y tế Cộng đồng thành phố Osaka đã ra lệnh cho nhà nhập khẩu thu hồi toàn bộ sản phẩm sau khi mà xác định lô hàng tương ớt nhập khẩu từ ngày 7 tháng 12 từ Việt Nam có chứa chất phụ gia axit benzoic. Thông tin trên trang city.osaka cho biết là chính quyền Osaka xác nhận chỉ có một công ty vi phạm, đó là công ty Javic có trụ sở tại Higashiku, Osaka và giám đốc đại diện là Yasuhiro Naka do đã nhập khẩu lô hàng có chứa chất cấm theo tiêu chuẩn của Nhật. Về phía hàng hóa vi phạm thì trang thông tin thành phố Osaka ghi rõ tên sản phẩm là tương ớt Chinsu, xuất xứ là Masan Việt Nam và hạn dùng là ngày 10 tháng 6 năm 2019, ngày 17 tháng 6 năm 2019 và ngày 6 tháng 7 năm 2019. Tương ớt Chinsu vi phạm khoản 2 điều 11 luật vệ sinh thực phẩm Nhật do axit benzoic không được phép sử dụng trong tương ớt ở Nhật Bản. Theo kết quả phân tích của Hiệp hội Vệ sinh Thực phẩm Tokyo thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Thực phẩm Tokyo, hàm lượng axit benzoic trong tương ớt Chinsu bị thu hồi ở Nhật lần lượt là 0,41g trên kg với những chai mà có hạn dùng từ ngày 10 tháng 6 năm 2019 và 0,44g trên kg với hạn dùng từ ngày 17 tháng 6 năm 2019 và 0,45g trên kg với những chai có hạn dùng từ ngày 6 tháng 7 năm 2019. Tổng cộng có 757 thùng và khoảng 18.168 chai tương ớt đã được bán cho công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp ISC từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018. Có thể nói là các vấn đề liên quan về vệ sinh an toàn thực phẩm thì luôn được người dân chú ý và SNews sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn những tin tức hot nhất và hãy nhớ là nhấn subscribe thật nhiều để ủng hộ. Còn bây giờ thì xin chào.